Phật tử, trên đây là 10 thứ vô ngại dụng của Đại Bồ Tát. Nếu Bồ Tát đắc được 10 vô ngại dụng này, thì nơi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề muốn thành hoặc chẳng muốn thành đều tùy ý chẳng trái, tuy thành tránh giác mà cũng chẳng dứt thực hành Bồ Tát hạnh. Tại sao? Vì Đại Bồ Tát phát đại thệ nguyện vào vô biên môn vô ngại dụng, khéo léo thị hiện, Phật tử đại bồ tát có 10 thứ du hí, những gì là 10, đó là dùng thân chúng sinh làm thân cõi mà cũng chẳng hoại thân chúng sinh là du hí của bồ tát dùng thân cõi làm thân chúng sinh mà cũng chẳng hoại thân cõi là du hí của bồ tát nơi thân phật thị hiện thân thanh văn độc giác mà chẳng tồn giảm thân như lai là du hí của bồ tát nơi thân thanh văn độc giác thị hiện thân như lai mà chẳng tăng trưởng thân thanh văn độc giác là du hí của bồ tát Nơi thân Bồ Tát hạnh thị hiện thành thân chánh giác mà cũng chẳng dứt thân Bồ Tát hạnh là du hí của Bồ Tát, nơi thân thành chánh giác thị hiện thân tu Bồ Tát hạnh mà cũng chẳng giảm thân thành Bồ Đề là du hí của Bồ Tát nơi cõi niết bàn thị hiện thân sanh tử mà chẳng chấp sanh tử là du hí của bồ tát nơi cõi sanh tử thị hiện niết bàn cũng chẳng rốt ráo vào nơi niết bàn là du hí của bồ tát vào nơi tam muội mà thị hiện đi đứng nằm ngồi tất cả nghiệp cũng chẳng bỏ tam muội tránh thọ là du hí của bồ tát ở chỗ một đức phật nghe pháp thọ trì thân bồ tát chẳng động mà dùng sức tam muội thảy đều thị hiện thân trong bất khả thuyết hội chư phật cũng chẳng phân thân, cũng chẳng khởi định mà nghe phép thọ trì liên tục không dứt, niệm niệm như vậy nơi mỗi mỗi thân tam muội đều sinh ra bất khả thuyết thuyết bất khả thuyết thân tam muội như vậy thứ lớp tất cả các kiếp có thể cùng tận mà thân tam muội bồ tát không thể cùng tận là du hí của bồ tát đó là mười nếu các bồ tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được đại trí huệ du hí vô thượng của như lai